Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ Anh Quốc, Citizen DL12. Đây là một model rất là nổi tiếng và cũng rất là ít ở trên thị trường Việt Nam. Cặp loa này như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì nó sở hữu 3 driver, 3 đường tiếng, 2 bắt 20 gân ngược và một chép đôm màng nhôm. Cặp loa Citizen DL12 này nó có công suất là 150W, trở kháng của là 8 ohm và độ nhạy của cặp loa này rất là cao, độ nhạy của nó là 90 decibel. Và với thông số độ nhạy là 90 decibel thì chúng ta có thể sử dụng những chiếc âm đèn để ghép vào cặp loa này để đánh anh em nhé. Và như anh em đang nhìn thấy trước màn hình rồi, cặp loa này là một cặp loa đẹp xuất sắc. Ở xung quanh của nó thì nó được lạng bằng gỗ. Tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì ở trên sở hữu một chép đôm bằng nhôm và ở dưới sở hữu 2 bát 20 gân ngược. Màng của nó là màng poly. Đây là mẫu đen của nó DL12 Citizen. Ở bên này cũng vậy, Citizen DL12 2 bát 20 gân ngược. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Anh em có thể nhìn qua. Rất là đẹp. Một cặp loa đẹp xuất sắc và rất là hiếm ở trên thị trường. Đây nó sở hữu một chép đôm bằng nhôm. Tiếng chép cặp loa này rất là hay, nhất là có thể nhìn màu sắc của cặp loa này, đấy, rất là đẹp. Thành quách của nó cũng thế, vuông thành sắc cạnh. Anh em nhìn vân của nó đẹp không? Cặp loa này mà anh em nào mà để ở phòng khách chúng ta trưng bày thì rất là sang trọng. Loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em, nó có chiều cao là 75cm. Và chiều ngang của cặp loa này là 27,5cm. Và chiều sâu của nó nếu mà tính đến mặt e-căng là 29cm. Đấy, một kích thước rất là lý tưởng đúng không ạ? Cặp loa này mà anh em trưng bày phòng khách thì chúng ta vừa có thể ngắm cặp loa này và vừa có thể thưởng thức chất âm tuyệt vời đến từ cặp loa này. Đấy, anh em có thể nhìn sở hữu 2 bát 20 gân ngược và một chép đôm bằng nhôm. Một cặp loa đến từ Anh Quốc, cặp loa nòi. Rất là đẹp đúng không ạ? Thùng vách của nó vuông thành sắc cạnh, sắc nét. Không có sức mẻ một cái gì cả. Đây, chúng ta có thể nhìn đây là bên hông của cặp loa. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Còn đây là phần mặt sau của cặp loa Citizen DL12. Đây, chúng ta có thể nhìn Citizen International Made in England. Đấy, có hình biểu tượng của cái loa. Và cọc loa của nó là cọc loa bằng đồng trái phải DL12. Series của nó là series 2 anh em nhé. Một cặp loa được sản xuất tại chính quốc. Citizen International Made in England. DL12 series 2. Trở kháng của nó là 8 ohm, công suất của nó là 150W và độ nhạy của nó là 90 decibel. Một cặp loa đẹp xuất sắc. Anh em nào mà chơi cặp loa này thì không phải nghĩ luôn. Rất là đẹp, đẹp. Lâu quá không về thăm sống đã. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa Citizen DL12 đến từ Anh Quốc.
Và một cặp loa đẹp như thế này, chất âm hay như thế này, Việt Vinh bán với giá là 8.500.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp loa này thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.